Chiều qua, một đoạn clip dài hơn 2 phút do một lái xe cứu thương phục vụ người nghèo miễn phí ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chia sẻ về khoảnh khắc đẹp trên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Cụ thể, khi nghe tiếng còi cấp cứu, nhiều phương tiện tự động dạt qua hai bên để nhường đường cho xe cấp cứu đi qua. Có tài xế không để ý, chưa kịp nhường đường thì tài xế xe cấp cứu nhá đèn xin đường để hỗ trợ đưa bệnh nhân chuyển viện một cách nhanh nhất. Đối với người bệnh đang giành giật sự sống từng phút một với tử thần thì những hành động nhỏ như vậy nhưng lại vô cùng có ý nghĩa. Hành động đẹp này của các tài xế khi tham gia giao thông đã được đăng trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được nhiều lời tán thưởng của cộng đồng mạng.